Theo các nhà trường, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên số lượng cúc mâm xôi năm nay giảm khoảng 50.000 giỏ so với năm ngoái. Vụ này, thời tiết tương đối thuận lợi nên cây cúc mâm xôi phát triển đều. Hiện tại, đa phần cho nụ hoa đều và đẹp. Cúc mâm xôi là loại hoa khó trồng, thời gian kéo dài đến 6 tháng nên đòi hỏi vốn đầu tư và công chăm sóc nhiều. Thế nhưng, đây là giống hoa Tết chủ lực do giá bán luôn ở mức cao. Hiện tại, thương lái nhiều nơi cũng đã đặt hàng và bắt đầu vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề, bà con kỳ vọng năm nay sẽ có một mùa hoa đẹp mang lại thu nhập khá hơn. Dịp Tết, các vùng trồng hoa và cây kiểng nổi tiếng tại đồng bằng sông Cửu Long luôn ra mắt nhiều loại kiểng mới lạ hấp dẫn. Năm nay, làng hoa Sa Đéc và vùng chuyên trồng sứ kiểng xã Định Yên, huyện Lấp Vò của tỉnh Đồng Tháp đã sẵn sàng nhiều giống hoa mới, góp thêm sắc hương cho người dân vui xuân. Nói đến làng hoa Sa Đéc, nhiều người nghĩ ngay tới hoa hồng, giống kiểng chủ lực của thủ phủ hoa miền Tây này. Sản xuất quanh năm, nhưng mùa Tết vẫn là thời điểm nhộn nhịp nhất của các vườn hồng nổi tiếng nơi đây. Hợp tác xã Hoa Kiểng phường Tân Quy Đông với hơn 150 hộ xã viên, ngoài các giống kiểng bonsai, kiểng lá, năm nay bà con đã sẵn sàng hàng trăm ngàn chậu hồng, chủ yếu là các giống mới sưu tầm. Thì những cái loại hoa hồng là thường bây giờ là những cái loại hồng ta gọi là hồng giống mới á. Bông nó to, nó có mùi thơm, nó màu sắc nó nhiều, thị trường nó ưa chuộng, giá trị kinh tế nó cũng cao. Trồng hoa kiểng thì người ta tập trung vào cái vụ hoa Tết, tại vì cái vụ hoa Tết này giá nó gấp đôi giá bình thường. Cây hồng thì bình thường nó khoảng 20.000 một chậu, nhưng mà Tết thì nó phải 40-50.000. Đang canh đó, có bông nó rất là đẹp, nó ra nó là đều hết luôn nha. Nửa tháng nữa là tới Tết là dứt hết rồi. Bán sớm vậy đó. Hoa kiểng Sa Đéc hiện có hơn 2.000 chủng loại, cung cấp sản phẩm cho nhiều vùng trong cả nước và xuất khẩu sang một số quốc gia lân cận. Chỉ riêng thị trường trong nước, mà đặc biệt là vào dịp Tết Nguyên Đán năm nay, nông dân nơi đây sẵn sàng hơn 3 triệu giỏ hoa cung cấp cho thị trường khu vực phía Nam và một số tỉnh thành phía Bắc. Dù không thể sánh với làng hoa kiểng nổi tiếng Sa Đéc về quy mô, diện tích cũng như sự đa dạng chủng loại hoa, thế nhưng xã Định Yên, huyện Lấp Vò lại là khu vực chuyên canh sứ kiểng tập trung lớn ở Đồng Tháp. Nổi bật hơn là nhiều hộ canh tác nơi đây đã chú trọng đầu tư nhiều giống sứ mới, đẹp, chất lượng, nhất là toàn bộ 5,2 hecta trồng kiểng của tổ hợp tác Hoa Kiểng An Bình. Vườn thì mình chủ yếu là mình làm sao mà cho dáng thế đẹp với mẫu mã cho đẹp, cũng như là tàn tược này cho phải xum xê đẹp, cây phải sung tốt thì mới bán ra thị trường được. Cái tổ hợp tác thì cũng như đang là đầu tư và nghiên cứu, cũng như các thành viên thì phải liên hợp với nhau là mình phải tìm cây, những cây giống mới hoặc là cái kỹ thuật mới để mình coi như đầu tư vào đó, nó đạt hiệu quả kinh tế lâu dài. Là nói chung cây cái giống mới là nó quan trọng, là nó cái chủ lực. Vụ qua Tết năm nay, các hộ làm hoa kiểng cũng chuyển sang trồng kiểng lá khá nhiều, nhất là tắc kiểng. Giá tắc năm nay vẫn ổn định như năm ngoái. Thời điểm này, có hộ đã bán hàng trăm chậu tắc kiểng với giá từ 120.000 đến 180.000 đồng một chậu. Và những ngày qua, tắc kiểng tiếp tục được tiêu thụ mạnh. Với việc tạo ra nhiều giống hoa mới cũng như thay đổi chủng loại cây kiểng phù hợp, nhà vườn Đồng Tháp tin tưởng sẽ tiêu thụ thuận lợi, vừa đáp ứng tốt nhu cầu chơi xuân của người dân, vừa gặt hái thêm mùa hoa bội thu để có một cái Tết sung túc đủ đầy.